tình yêu thương dâng cao trong con, Chúa yêu ơi sinh bên con mãi mãi, sinh yêu và bên con mãi không rời, dù thời gian mang cho con nhiều đắng cay. Tình yêu Chúa mãi không nhạt phai, luôn bên con dù mãi nay còn lắng bão giông. Ngày biết rõ những tâm hồn vỡ tan trong con, luôn bên con trên mỗi lối đi. Đời con từ đây sẽ sáng tươi hơn, là từ khi con tìm thấy chân lý nơi Ngài. Mặc cho bao nhiêu bão tố vây quanh lối đi con hôm nay, giờ Giê-xu Ngài đã đến bên con, lau khô đi giọt nước mắt con bao ngày. Ngài đã đến và xóa tan những ưu phiền trong cuộc sống. Và những lúc tôi tâm hoang mang, và những lúc lòng con bất an lo buồn, cùng chính những lúc ấy Chúa luôn bên con, cùng chính những lúc ấy Ngài luôn chở che bằng lòng nhân từ. Ngài mãi luôn bên con. Trân trọng kính chào quý mục sư truyền đạo, quý tôi con của Chúa, quý cấp chính quyền từ tỉnh, huyện và cả thôn ở địa phương. Đặc biệt tôi gửi lời chào thăm chung vui đến với đầy tớ Chúa mục sư nhiệm chức Sa-rơn cũng như con cái của Chúa tại Đắc Mạc trong ngày vui hôm nay. Khi tôi có cơ hội trở lại đây, tôi nhớ về những cảm xúc đầu tiên của mình và quan sát của một người khách từ xa đến khu vực Bom Bo trong 10 năm trước. Tôi đã thấy ngày nay, nhìn từ phía bên ngoài, thấy từ ngã ba Minh Hưng đổ dài vào đây, về công trình xây dựng, về đường xá, quá nhiều thay đổi. Và như vậy rõ ràng rằng có một phương diện nào đó ở trong địa phương của chúng ta, đời sống con dân của Chúa cũng như đồng bào của chúng ta tại đây nói chung đã từng bước phát triển trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, trong nơi ăn chốn ở, ở trong môi trường sinh thái. Chắc chắn trong đó cũng có quá trình phát triển của các tín hữu tin lành ở tại Đắc Ma và Hội Thánh Đắc Ma ở tại đây. Cho nên sáng nay, thay vì tiếp tục với một ngôi nhà thờ cũ kỹ chật hẹp, Hội Thánh Đắc Ma đang bước vào một giai đoạn mới, hòa cùng với độ tiến triển của địa phương, của cộng đồng. Chúng ta rồi đây sẽ có một ngôi nhà thờ mới, kiên cố hơn, rộng rãi hơn, và toàn bộ cơ sở công trình phụ ở tại đây cũng từng bước được hoàn thành để đáp ứng nhu cầu cho con dân Chúa. Đồng thời, ngôi nhà thờ ở tại Đắc Ma được xây dựng, nó trở nên một công trình tôn giáo và một điểm nhấn văn hóa trong kiến trúc cho toàn thể khu vực này khi chúng ta nhìn một cách tổng quan của cả khu vực dân cư ở tại đây. Tuy nhiên, để có thể phát triển, để có thể đạt được những điều mà mình mong muốn như đầy tớ Chúa, mục sư Sa-rơn, anh em đã vừa nói đến lý do xây dựng. Từ chỗ ước mơ, từ ngày khởi công, cho đến khi hoàn công và cung hiến còn một khoảng rất dài. Và khoảng rất dài này đầy những thách thức. Chỉ tính tiền mà thôi,
là đã hơn 3 tỷ đồng, chưa nói đến chuyện phát sinh trong quá trình xây dựng. Cho nên ở đây vui, nhưng niềm vui chưa trọn. Chúng tôi đang chờ đợi ngày đầy tớ của Chúa và con dân Chúa tại Đắc Ma hiệp lòng cùng nhau xây dựng. Và chúng tôi là con dân của Chúa khắp nơi, các bậc cầm quyền từ tỉnh cho đến thôn sẽ có một ngày tiếp tục được hội họp tại đây. Và ngày đó là niềm vui trọn vẹn cung hiến nhà thờ cho Đức Chúa Trời khi công trình được hoàn tất. Và rất ước ao Đắc Ma sẽ không phải thiếu thốn, sẽ không phải nợ nần ở trong quá trình xây dựng. Và sáng nay, để trao gửi và khích lệ cho con dân của Chúa đang có mặt tại đây và riêng con dân Chúa tại Đắc Ma, tôi muốn dùng phân đoạn Kinh Thánh ở trong Xuất Giúp Tô Ký đoạn 35 để nhắc đến quý ông bà anh chị em, gửi đến quý ông bà anh chị em mấy điều như lời của Chúa dạy dỗ. Việc xây dựng một đền thờ cho Chúa là mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Ngay từ khi dân Israel rời khỏi ách nô lệ Ai Cập để tiến về đất hứa Canaan, Đức Chúa Trời đã truyền cho họ phải lập lều tạm để có một nơi dân sự của Chúa tập trung lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi tiếp tục Kinh Thánh truyền dạy cho chúng ta dùng nhiều từ ngữ khác nhau: lều tạm, hội mạc, lều bản chứng, lều chứng cớ, đền tạm và đền thờ, để nói đến những nơi mà dân sự của Chúa tụ họp lại thờ phượng Đức Chúa Trời theo lệnh truyền của Chúa. Mặc dầu Đức Chúa Trời là thần, là chủ thể của cả trời đất, trời được ví như là ngai, đất được ví như là nơi bệ chân của Chúa, nếu chúng ta dùng hình ảnh tưởng tượng đó thì thấy rằng không có một nơi nào có thể đủ dung chứa Chúa cả. Nhưng Chúa truyền cho dân sự của Ngài phải lập một nơi, dầu đó là lều tạm, dầu đó là đền thờ, nhà thờ, để có thể biệt riêng ra thờ phượng Đức Chúa Trời và Chúa ngự ở đó. Kinh Thánh đã nói cho chúng ta, ngay trong ngày đầu khi đầy tớ Chúa là vua Sa-la-môn dâng đền thờ tại Jerusalem, ông đã cầu nguyện rằng: nguyện mắt Chúa ngày và đêm đói xem nhà này, Chúa ngự ở tại đây và lắng nghe mọi lời của tôi tớ Chúa nguyện cầu. Cho nên vì vậy, khi chúng ta thực hiện xây dựng một nhà nguyện, một nhà thờ, nó không phải chỉ là đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nó không phải chỉ theo tiến độ đa tiến của xã hội, của cộng đồng, mà đang làm một nhiệm vụ vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Và để có thể xây dựng một đền thờ, nó khác xa với việc chúng ta xây dựng một căn nhà, khác xa việc chúng ta xây dựng một biệt phủ. Và để có thể cùng với nhau xây dựng như vậy, thì ở trong tục ngữ Việt Nam, ngay khi quý ông bà anh chị em ngồi ở trong ghế nhà trường, chúng ta đã nghe một vài câu tục ngữ rất quen thuộc như sau: đông tây vỗ nên kêu. Có ai ngồi ở ghế nhà trường mà không biết câu tục ngữ này không? Một câu khác để nói đến hiệp lòng, người Việt của chúng ta cũng có một câu, đó là: một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Những câu ca dao tục ngữ này hàm ý để nói lên rằng con người khi chúng ta hợp lại, nó mang tính hợp quần, hợp lực, thì chúng ta có một sức mạnh để có thể vượt qua mọi thách thức và đạt được nhiều điều ý nghĩa ở trong cuộc sống và trong cộng đồng xã hội của chúng ta. Ngôi nhà thờ này có thể được hoàn tất ở trong tương lai, không thể một mình ông mục sư quản nhiệm, cũng chẳng thể hoàn tất được chỉ có ban chấp sự hoặc ban xây dựng.
nhưng đòi hỏi toàn thể con dân của Chúa tại chi hội Đắc Ma nói riêng, tất cả các con dân Chúa tại Bình Phước và tất cả con dân của Đức Chúa Trời khắp mọi nơi trên thế giới đồng một đức tin hướng về nơi này cùng với nhau xây dựng nhà Chúa. Cho nên sáng nay đến đây với quý ông bà anh chị em, chung vui thì có, nhưng mà lo cũng không ít, bản thân của tôi. Bởi vì khi chứng kiến nhu cầu của anh em như thế này, chắc chắn lòng và trí của tôi không thể nào vô cảm được. Nhưng rồi đây, chính bản thân tôi phải tiếp tục hướng về quý vị để cầu nguyện. Và mong ước rằng xin Đức Chúa Trời thương xót bày tỏ nhiều cách, Chúa tiếp trợ cho quý vị nhiều cách. Và chờ đợi một ngày chung vui với quý vị trọn vẹn, đó là ngày chúng ta cùng hướng đền thờ cho Chúa. Cho nên tôi khích lệ Mục sư Sarun, anh em ở tại Đắc Ma, anh em đang đối diện với một thách thức nhưng không cô đơn đâu, không lẻ loi đâu. Bởi vì ngoài anh em cộng đồng đức tin thì Đức Chúa Trời là Chúa của chúng ta, đấng chúng ta đang thực hiện mạng lệnh của Ngài, Chúa vẫn hiện diện ở đây, vẫn đồng công, vẫn giúp sức cho anh chị em. Và để chúng ta trở nên những con người cùng nhau xây dựng nhà Chúa, thì lời của Đức Chúa Trời ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 35 nhắc nhở, trao gửi cho quý ông bà anh chị em một số điều như sau. Để có thể cùng nhau xây dựng được nhà của Chúa, chúng ta phải là những người nhiệt thành sẵn sàng. Lời của Chúa ở trong câu 21 đến câu 22: mọi người có lòng cảm động, mọi người có lòng thành, đều đem lễ vật đến dâng cho Đức Giê-hô-va để làm công việc hội mạc và các đồ dùng, các bộ áo thánh. Phàm người nam cùng người nữ, tức kẻ có lòng thành, đều đem đến những hoa tai, nhẫn, khâu, kiền và các thứ trang sức bằng vàng, và hết thảy đều dâng lễ vật bằng vàng cho Đức Giê-hô-va. Bản dịch Hiệu Đính để dịch cho chúng ta câu 21 như sau: những người được thúc giục trong lòng và có tinh thần tự nguyện đều đã đến, đem lễ vật dâng lên cho Đức Giê-hô-va để dùng vào việc cất đền tạm. Kinh Thánh đang dùng ở đây cho chúng ta một cụm từ: mọi người. Diễn đạt được một tinh thần tập thể, mua người như một, cùng với nhau hướng về một mục tiêu. Bởi vì khi dân sự của Chúa nghe truyền đạt ý muốn của Đức Chúa Trời về việc xây dựng một đền tạm dùng làm nơi thờ phượng Đức Chúa Trời, thì ai nấy ở trong Israel, từ các thầy tế lễ là những người làm công việc tôn giáo, cho đến quan cai trị về hành chánh, và người dân đều rất là nhiệt tình, sẵn sàng tham gia. Cho nên người có lòng thành đều tự nguyện đem những lễ vật cùng với công sức của mình tham gia vào công tác, tham gia vào sứ mạng mà Chúa ủy thác. Nếu chúng ta ngày hôm nay đã có một biểu quyết xây dựng nhà thờ được Tổng Liên Hội chấp thuận, được chính quyền trên phương diện pháp lý cho giấy phép xây dựng, nhưng 560 tín đồ ở tại đây không có hiệp nhất, người thì bàn tới kẻ bàn lui, và cứ ngồi lại là bàn tới bàn lui, thì chắc chắn nhà thờ này không thể hoàn thành. Người thì tích cực, người thì tiêu cực, ngồi đó để xem coi mọi người làm được cái gì, còn tôi thì ngồi ở nhà rung đùi uống cà phê, thì cơ sở này cũng không thể hoàn thành. Nhưng ở trong một tập thể, khi chúng ta đã có quyết định, không còn là ý tôi, ý anh, mà ý của tất cả chúng ta,
để có thể góp phần cùng nhau. Và ai nấy đều đặt mình vào ở trong một tâm thế người có trách nhiệm, người sẵn sàng dự phần ở trong công việc mà Hội Thánh đang tiến hành, để từ nhiệt thành của cá nhân cho đến nhiệt thành của tập thể, ai nấy đều sẵn sàng để làm việc, sẵn sàng đóng góp, sẵn sàng cầu nguyện, thì chắc chắn ngôi nhà thờ này không bao lâu sẽ hoàn tất. Cho nên nếu ngay từ đầu mà chúng ta không có tinh thần, tư tưởng không thông, thì khó để có thể hoàn tất một công trình. Ở bên ngoài, các cấp chính quyền cũng như trong quân đội trước đây đã từng nhắc nhở rằng tư tưởng không thông, bình đông mang cũng nặng. Ông bà anh chị em còn nhớ câu tư tưởng không? Như là một cái bình đông nước chừng khoảng một lít nước, nhưng mà nếu tư tưởng không thông thì nó cũng nặng nề, đi thấy nó vướng víu khó chịu. Nhưng nếu tư tưởng đã thông, lòng hướng về một mục tiêu chung, thì mang cái ba lô 50-70 kg, chưa kể vũ khí, người lính vẫn tiếp tục nhẹ nhàng thoăn thoắt trên đường ra trận. Và vì vậy, ông bà, anh chị em và tôi sáng hôm nay, trước hết chúng ta phải là những người sửa soạn tư tưởng của mình. Lòng của chúng ta, tâm ý của chúng ta hướng về một mục tiêu, ai nấy đều như là một công nhân trên công trường, ai nấy đều như là một chủ đầu tư, để có thể sẵn sàng làm bất kỳ việc gì chúng ta có thể làm với tất cả tâm huyết của một con người nhiệt thành trong tập thể hiệp nhất, ở trong công việc nhà của Đức Chúa Trời. Và chúng ta vì cớ yêu Chúa mà chúng ta bày tỏ lòng nhiệt thành sẵn sàng đó ngay từ giây phút này cho đến khi công trình được hoàn tất. Cho nên mong ước rằng 560 người không có một ai là tiêu cực, không có một ai là tư tưởng không thông, nhưng hết thảy chúng ta đều thông suốt, đều hiệp lực cùng nhau để tiếp tục sẵn sàng từ ngày khởi công cho đến khi được hoàn tất và có một ngôi nhà thờ khang trang đẹp đẽ dâng lên cho Đức Chúa Trời, đáp ứng cho tất cả anh chị em trong cộng đồng đức tin chúng ta được thờ phượng Chúa. Quý ông bà, anh chị em, con dân Chúa tại Đắc Ma, quý vị có sẵn sàng, quý vị có phải là những người nhiệt tình để tham gia vào trong công tác xây dựng này chưa? Có ai là người không đồng ý bàn lui trong công việc xây dựng nhà thờ không? Nếu có, trước mắt vị mục sư, ban chấp sự phải giải tỏa tư tưởng này cho thông. Thế nữa, chúng ta cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa soi sáng cho tất cả anh chị em chúng ta, từ những người trẻ cho đến người già, người mới tin Chúa cho đến những người tin Chúa lâu năm, hết thảy đều được thông suốt và chúng ta cùng với nhau trong tâm thế người sẵn sàng tiến về phía trước. Điều thứ hai, để cùng với nhau xây dựng nhà Chúa thì chúng ta phải chung tay góp sức. Từ câu 22 đến câu 29, Kinh Thánh đề cập cho chúng ta nhiều lần và nhiều cụm từ khác nhau để nói đến mọi người cùng tham gia, như trong câu 22, phàm người nam cùng nữ. Câu 24, hễ ai có chi thì làm vật dâng bằng bạc bằng đồng đều đem đến dâng cho Đức Giê-hô-va. Câu 25, phàm người đàn bà khéo thì chánh tay mình kéo lấy chỉ
và đem món chi họ đã kéo rồi, chỉ tím, chỉ đỏ, chỉ điều và gói gai mịn. Còn mấy người đàn bà có cảm động thì dùng tài khéo kéo chỉ lồng về. Câu 27. Các bậc tôn trưởng trong dân sự thì đem bích ngọc, các thứ ngọc khác khảm cho ephod và bảng đeo ngực. Câu 29. Cả dân Israel, nam hay nữ, phàm ai có lòng cảm động xui cho mình tình nguyện quyên vào các công việc của Đức Giê-hô-va đã phán dặn nơi Môi-se, đều đem dâng cho Đức Giê-hô-va các của lễ tình nguyện. Ở trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy Môi-se đã kỹ thuật để làm cho chúng ta là những người đọc ngày nay thấy được một cái khung cảnh rất sinh động. Ông mô tả rằng mọi người đã đến, cả nam và nữ, những người cai trị thì đã mang lại, dân Israel thì mang theo, và dùng cho chúng ta một vài từ, đó là tất cả mọi người. Và chữ tất cả cùng với chữ mọi này đó, nó xuất hiện tới 18 lần ở trong phân đoạn Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 35. Điều đó nói lên gì? Tất cả mọi con người, từ lãnh đạo tinh thần, thuộc linh, đến lãnh đạo hành chánh, đến dân sự của Đức Chúa Trời, những người nam, những người nữ, ai nấy đều có thể tìm phương mà mình có thể dự phòng vào, chung tay góp sức với nhau xây dựng đền tạm. Họ không có một lý do nào để biện bạch, không có một lý do nào, không có một lời than thở nào, không có một điều gì để từ chối, bào chữa cho cách sống cá nhân, mà mọi người đều hòa lòng vào trong dòng thác, trong tâm nguyện của cả một cộng đồng để đi tới, chung tay với nhau xây dựng. Ở bên ngoài, chính quyền đang kêu gọi rằng đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Còn chúng ta thì sao? Có phải ở đây 9 người mà 10 ý không? 560 tín đồ nhân lên thì bao nhiêu ý kiến? Tính tròn chừng 600 ý kiến là đã mệt rồi. Tôi tin rằng vị mục sư ở đây sớm đi nhà thương. Nhưng ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, ngoài chuyện tổ chức, chúng ta còn có sự hiện diện tế trị điều hành của Đức Thánh Linh. Cho nên ở bên ngoài nói rằng 9 người 10 ý, nhưng chúng ta là 10 người 1 ý. Đây là sự hiệp nhất, nó không phải cổ động theo phong trào, nó không phải đoàn kết theo lời kêu gọi hiệu triệu, mà là chung tay, chung sức, chung lòng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời truyền dạy. Và đồng thời, chúng ta là những người tiếp nhận được lời của Chúa dạy rồi, bây giờ mình sống đạo ở giữa đời, ở trong ứng xử với anh em, ở trong công tác gây dựng nhà Đức Chúa Trời, trong cả phương diện chiều sâu lẫn cả về phương diện chiều rộng. Không ai là người có thể đứng ngoài cuộc. Vì vậy, khi chúng ta đã học được những gì ở bên ngoài xã hội dạy dỗ, chắc chắn chúng ta cũng thấy được những điều ích lợi của một cộng đồng. Như lúc nãy tôi đã trích dẫn, từ ca dao tục ngữ cho đến những câu tư tưởng ở trong xã hội, chính quyền đương thời kêu gọi chúng ta hiệp lòng, hiệp sức với nhau để làm những công việc và chờ đợi những kết quả ngày mai ở trong tình huống chắc chắn. Thế thì con dân của Chúa ở đây, người nam, người nữ, người trẻ, người già, từ đầy tớ của Chúa là mục sư cho đến chấp sự tín hữu, chúng ta chung tay, chung sức với nhau ở trong một yếu tố nào đó. Thực tế có nhiều người thích chỉ tay năm ngón, lệnh thế này, lệnh thế kia, muốn người này làm chuyện này, muốn người kia làm chuyện kia,
Còn tôi thì ngồi ở tại ghế đó mà tôi rung đùi. Và đó không phải là hình ảnh đẹp. Đó không phải là một người sống phục vụ. Ở trong đời sống theo Chúa của chúng ta, khi chúng ta hiệp nhất với anh em, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, chúng ta đều chung tay, chung sức, chung lòng, bắt tay vào để cùng nhau làm việc. Từ những việc nhỏ nhặt nhất, nhẹ nhàng nhất, cho đến việc nặng nề nhất, hễ thảy chúng ta tùy theo lượng, tùy theo sức của mình, để chúng ta cùng với nhau làm việc. Và rồi khi một người làm việc thì không thể nào hoàn tất, nhưng nhiều người hiệp lại cùng làm việc, bất kỳ một sức nặng nào cũng đều có thể bị di chuyển đi, bất kỳ một trở lực nào cũng đều bị di chuyển đi, và hanh thông trên con đường tiến đến một mục tiêu chung, hoàn tất đền thờ của Chúa trong ngày mai. Cho nên xin Chúa cho ông bà anh chị em, người có thể ở nhà cầu nguyện bởi vì tuổi tác, người thì có thể dâng hiến tiền cảnh tài chánh, người thì có thể dâng công lao động của mình ở tại đây, người có thể hiệp lòng với đầy tớ của Chúa truyền bá công việc này, truyền thông đến cho người này người kia để kêu gọi sự cầu nguyện dâng hiến. Người có thể khích lệ anh em mình ở tại công trường bằng một ly nước, bằng một ly nước trà, bằng một ly cà phê. Và biết bao nhiêu việc chúng ta có thể làm. Và đừng để một người nào ở trong cộng đồng của Chúa tại đây, trong suốt quá trình xây dựng nhà thờ, người ta thì bận rộn, đổ mồ hôi, còn mình thì lại ngồi mát ăn bát vàng, mình lại rảnh rỗi và trở nên một người thất nghiệp. Thất nghiệp trong cả nghĩa đen lẫn cả nghĩa bóng, ở không và không tham dự gì trong quá trình xây dựng đền thờ của Chúa. Chúng ta nhìn về ngày xưa, dân sự của Chúa đã vâng theo mạng lệnh của Ngài. Mọi người, người nam, người nữ, từ những người lãnh đạo, thuộc linh, hành chánh, cho đến tất cả mọi người trong dân Israel, họ tình nguyện chung tay, chung sức, chung lòng để xây dựng đền tạm cho Chúa. Ông bà anh chị em đọc trong phân đoạn Kinh Thánh đã thấy Mô-sê mô tả rất chi tiết, từ sợi chỉ đến miếng da, đến cây đòn, đến cái lỗ khoen của bức màn. Tại sao phải liệt kê chi tiết như vậy? Để nhằm đến nói rằng mọi con người quan tâm đến từng chi tiết, đầu tư chất lượng trong từng chi tiết, không phải chỉ có tâm nhưng mà có lòng, có cả hành động, góp phần với nhau, kẻ làm việc này, người làm việc kia, để xây dựng nhà của Chúa được hoàn thành. Hôm nay xin Chúa cho đừng ai ở trong đất ma, đừng ai ở trong ông bà anh chị em là Bình Phước mà nói rằng tôi không rảnh, tôi không có khả năng, tôi không thể làm gì cho công trình xây dựng nhà thờ của Chúa tại Hội Thánh Đất Ma. Nhưng hết thảy chúng ta ai nấy đều chung tay góp sức, đều thấy mình có liên đới trách nhiệm ở tại đây để nhà của Chúa sớm được hoàn tất ngày mai. Điều thứ ba, lời Chúa dạy ở đây từ câu 22 đến câu 29. Để có thể cùng nhau xây dựng nhà của Chúa, chúng ta phải là những người dâng hiến rộng rãi. Câu 22: Phàm người nam cùng người nữ, tức mọi kẻ có lòng thành, đều đem đến dâng hoa tai, nhẫn, khâu, kiền, các thứ trang sức bằng vàng, hết thảy đều dâng lễ vật vàng cho Đức Giê-hô-va. Kẻ nào ở nhà mình có chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, vải gai mịn, lông dê,
da chiên đực nhuộm đỏ, da cá nược đều đem đến. Hễ ai có chi làm vật bằng vàng hay bằng đồng đều đem dâng cho Đức Giê-hô-va. Câu 27. Các bậc tôn trưởng trong dân sự đem bích ngọc, các thứ ngọc khác đến khảm cho ê-phốt bạn đeo ngực, dầu thắp đèn, các hương liệu để chế dầu, sức và dầu thơm. Cả dân Israel, nam hay nữ, phàm ai có lòng cảm động xui cho mình tình nguyện quyên vào các công việc của Đức Giê-hô-va đã phán dặn nơi Mô-sê, rồi đem dâng cho Đức Giê-hô-va các lễ vật tình nguyện. Mọi người lúc bấy giờ họ nghe lời kêu gọi của Mô-sê, nhiệt thành chung tay bày tỏ qua hành động. Hành động đó là dâng hiến. Trước hết họ dâng hiến tài vật. Cho nên ở đây nói rằng dân chúng rộng lòng dâng hiến tài vật cho công việc xây dựng đền thờ. Ở trong đoạn 35 thì chúng ta thấy dân sự của Chúa rộng lòng dâng hiến. Và qua đến đoạn 36, câu thứ 6, câu thứ 7 thì ông Mô-sê đã ra một lệnh. Mô-sê ra lệnh cho người đi báo cho toàn dân hay rằng mọi người nam cũng như nữ không ai được đem dâng vật liệu làm đền tạm nữa. Tại sao? Chúng ta đã có đủ vật liệu. Đến lúc cấm như vậy, người ta mới thôi. Dân chúng hiến dâng vật liệu nhiều hơn sự cần dùng để hoàn thành toàn bộ công việc. Thứ hai, họ dâng hiến, đó là dâng hiến thời gian. Mọi người bất kể là ngành nghề, ai nấy đều có chuyện phải mưu sinh hàng ngày. Nhưng ở tại đây khi xây dựng đền tạm thì những người có ngành nghề, những người không có ngành nghề, lao động bình thường, họ đều sắp xếp thời gian và sẵn lòng dâng hiến khoảng thời gian mình có được để cùng với nhau, người làm việc này, người làm việc kia, góp phần xây dựng đền tạm của Chúa. Một mảng dâng hiến thứ ba mà dân Israel ngày xưa dâng hiến, đó là họ dâng hiến tài năng. Trong câu 30 đến câu 35, Mô-sê đã thuật lại cho biết rằng có người thì họ được ban cho sự khôn ngoan, thông sáng, hiểu biết để làm đủ mọi thứ nghề thợ. Họ bày ra làm đồ vàng, đồ đồng, chạm khắc, khảm ngọc, vân vân. Nghĩa là người nào có ngành nghề, có kỹ năng, nghề nghiệp, người làm việc này, người làm việc khác bằng cả cái tâm lẫn cả tài khéo của mình góp phần xây dựng. Khi có việc này, việc kia liên quan đến kỹ thuật, mỹ thuật để góp phần xây dựng cho nhà của Chúa. Ông bà, anh chị em ơi, ở bên ngoài người ta nói một câu nó đầy châm biếm nhưng mà rất thực tế. Để có thể làm một việc gì thì người ta thường hỏi là việc đầu tiên là gì? Ông bà anh chị em biết câu trả lời là gì không? Đầu tiên là tiền đâu? Cho nên việc mà chúng ta xây dựng ngày nay cũng không tránh khỏi một thực tế như vậy. Bởi vì chúng ta cần có tiền. Hãy nói đến xây dựng là nói đến cái việc là phải mua vật liệu. Và khi cần phải mua vật liệu thì chúng ta có tiền. Mà có tiền thì các vựa vật liệu người ta mới bán cho. Cho nên việc đầu tiên con dân của Chúa, chẳng những mình về phương diện thuộc linh, mình cầu nguyện, nhưng trong phương diện thực tế, xã hội, chúng ta phải là những người đóng góp về tiền bạc. Người có ít thì đóng ít, người có nhiều thì đóng nhiều, hết thảy đều tình nguyện. Ở trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, trong việc dâng hiến không bao giờ có sự bắt buộc, không bao giờ có sự ép uổng, nhưng hết thảy đều là tình nguyện để có thể góp phần xây dựng hoặc là sinh hoạt chi phí cho lễ hội này, kỳ lễ kia theo như lòng của mình muốn. Và bất kỳ một người nào khi dâng hiến mà không bởi lòng thành tâm
thì của lễ đó giàu hàng tỷ đồng, vàng hàng cả ký, vẫn không hề có giá trị ở trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên ông bà anh chị em và tôi phải hiểu được rằng Chúa ban cho mình có tài chánh, có điều kiện dâng hiến, thì chúng ta cùng với nhau dâng hiến cho công việc xây dựng này. Và chắc chắn rằng những đồng tiền công sức của chúng ta góp ra, nó trở nên giá trị, giá trị trong từng viên gạch, giá trị trong từng cái mét vuông của bức tường, để nhà của Chúa được hoàn thành. Và tự nhiên, người có tiền, người không có tiền, thì chúng ta không phải là người không làm được việc, mà chúng ta có thể dự phần dâng hiến cho công việc nhà của Chúa. Dâng hiến thời gian. Tôi không có tiền, giờ tuổi già không còn phải đi làm nữa, nhưng tôi có thời gian để có thể cầu nguyện. Không phải chỉ tôi cầu nguyện trong ba bữa ăn để cảm tạ Chúa, nhưng tôi dành nhiều thì giờ trong một ngày, trong một đêm, để hướng về công việc xây dựng nhà thờ, cầu nguyện cho anh em. Không phải chỉ cầu nguyện Chúa tiếp trọn tài chánh, nhưng mà cầu nguyện cho ngay cả những người thợ đang thi công ở trên công trường này, để chính Chúa bảo vệ, gìn giữ họ bình an. Chúa gìn giữ họ bình an ngay khi họ làm việc ở dưới đất thấp, ngay khi họ làm việc ở trên cao, để mọi tiến trình xây dựng này đều được an toàn và tốt đẹp nhất. Cầu nguyện xin Chúa ban cho ban xây dựng có đủ sự khôn ngoan, hiệp một cùng nhau, đầy tớ của Chúa có đủ ơn trong việc điều hành, và biết bao nhiêu việc khác chúng ta có thể làm một cách âm thầm. Như lúc nãy tôi nói, anh chị em không thể nói rằng tôi không thể làm được gì. Chúng ta có thể bưng được những ly nước, có thể pha được những ly cà phê cho anh em thợ thi công ở ngay công trường. Chúng ta có thể pha được một bình trà. Chúng ta có thể đem được một ít bún đến cho các những người thợ anh em làm lại đây ăn nửa buổi. Ồ, biết bao nhiêu việc chúng ta có thể làm, từ những việc nhỏ cho đến việc lớn. Cho nên mong ước rằng trong 560 tín hữu ở tại đây, không một ai ở không, không một ai không có trách nhiệm, không một ai ngồi theo kiểu thất nghiệp thuộc linh mà chờ đợi người khác phục vụ mình. Nhưng hết thảy đều là những người phục vụ cho nhau và cùng với nhau phục vụ Chúa. Có những người có tài năng đóng góp với nhau bằng nhiều cách, bởi sự khôn ngoan thông sáng. Chúa cho chúng ta có thể dự phần ở trong việc trộn hồ, chúng ta có thể dự phần trong việc xây, chúng ta dự phần trong việc hàng, chúng ta dự phần ở trong việc làm cửa, bào, đục, vân vân. Biết bao nhiêu công việc mà anh chị em có thể làm. Cho nên không một người nào có thể nói rằng tôi không tham dự được, tôi không dâng hiến được. Nhưng hết thảy chúng ta, người trẻ, người già, đều có thể làm được công việc một cách tốt đẹp nhất. Tôi làm chứng cho quý ông bà anh chị em ở tại Đắc Ma, ở tại Bình Phước này, phần lớn quý vị là những anh em người Mân Âu, người Stiêm. Tôi đã đi đến tại một hội thánh của người Gia-rai, ở tại Chư Tế của tỉnh Gia-rai. Anh em mình ở đây là ở vùng biên giới, họ rất là nghèo, họ không có đủ tiền để mua đất, cất một nhà thờ. Thế là cả anh em khoảng 1.500 tín hữu, họ đã đến trình bày với chính quyền ở địa phương, xin chính quyền cấp cho chúng tôi một cái bìa rừng từ đất lâm nghiệp để chúng tôi có một nơi nhóm lại thờ phượng Chúa và tạo dựng một cơ sở tôn giáo. Chính quyền địa phương thấy đó là một nhu cầu, bởi vì 1.500 người thì không thể có cái nhà nào chứa đủ, phải cho họ có một nơi rộng rãi hơn. Thế là chính quyền đã cấp cho họ một mảnh đất 3.000 mét vuông, vốn là một cái bìa rừng, cây cối um tùm.
anh em đã dọn. Họ biến 3.000 mét vuông đó vừa là nơi xây dựng nhà thờ, vừa là một cảnh quan ở đó giống như có những cây bonsai tự nhiên, bởi vì cây rừng cổ thụ. Khi tôi đến thấy khung cảnh rất đẹp, họ đã chặt cây, rào kẽm gai quanh cả 3.000 mét vuông đất đó. Rồi đến khi cất nhà thờ, họ đâu có tiền. Khi tôi đến đó, các cấp chính quyền địa phương khi hay tin tôi đến thăm, họ đã mời tôi về xã để cùng uống nước trà, trò chuyện với các cấp chính quyền, có cả huyện, có cả xã đến đó. Ở trong công thì giờ trao đổi đó, vì đây là lần đầu tiên tôi đến cái khu vực biên giới này, tôi chưa biết tin tức gì cả. Có một anh an ninh của huyện, anh đó tên là Anh Minh, anh đặc trách tin lành cho khu vực này. Anh đã nói rằng ông mục sư lần đầu tiên tới đây không biết, bây giờ thì tôi thuật lại công việc anh em ở đây có những điều rất đáng ghi nhận. Tôi nói ồ tốt quá, nhờ anh Minh thuật lại cho chúng tôi nghe cùng với cả đoàn khách. Anh đã thuật lại như thế này: chính quyền cấp cho họ 3.000 mét vuông đó, họ đã người công sức này công sức kia, người thì tiếp nước, người thì dùng xà gạt mình, người thì cưa cây, và rồi họ rào được khu biên như vậy. Bây giờ họ cất nhà thờ không có tiền, ông mục sư ở tại địa phương kêu gọi họ không có tiền mặt, bây giờ họ làm cách nào? Thế là mỗi người họ dùng cơm nhà, sáng dở một lon cơm đi làm thuê, và họ lấy tiền đi làm thuê ngày hôm đó về dâng vào trong công quỹ xây dựng nhà thờ. Và cả ngàn người đi làm như vậy. Và khi tôi đến, một ngôi nhà thờ trên 600 chỗ ngồi đã được hoàn tất đầy đủ băng ghế. Anh chị em ơi, tôi nghe một anh công an thuật lại những điều tốt đẹp của con cái của Chúa ở tại Chư Tế. Tôi ngồi ngay trong cơ quan chính quyền, vui mà nước mắt lại trào. Bởi vì những điều tốt đẹp, những phẩm chất của những người tin lành, yêu Chúa, hiệp một với nhau, sẵn lòng vì công việc nhà của Đức Chúa Trời, để chẳng những đáp ứng được nhu cầu cho anh em trong cộng đoàn đức tin mình tại địa phương, nhưng còn làm sáng danh Chúa ở giữa đời. Chắc chắn những bậc cầm quyền thấy được điều đó, thì dân trong làng, những người chưa tin Chúa, những người láng giềng của chúng ta, chắc chắn họ cũng thấy được điều đó. Và cho đến ngày hôm nay, Hội Thánh của Chúa mặc dầu ở vùng biên giới nhưng đang tiếp tục phát triển, có nhiều tiến tốt. Cho nên thưa anh chị em, tôi tưởng rằng con dân của Chúa tại Đắk Ma, ở tại xã này, ở tại khu vực Bombo của đất này, không nghèo như anh em Sarai ở tại Chư Tế của biên giới. Vấn đề còn lại đó là anh em suy nghĩ gì, nhận thức như thế nào, hành động ra làm sao trong những ngày tới. Như tôi đã nói ngay từ đầu, khởi công là niềm vui nhưng chưa trọn vẹn. Công trình đang xây dựng và 3 tỷ đồng đang là thách thức cho anh chị em ở phía trước. Mong rằng tất cả mọi người nghe lời của Đức Chúa Trời phán dạy, gương sáng của anh chị em mình nơi này nơi kia để lại, chúng ta tiếp tục học đòi theo và cùng với nhau góp phần xây dựng nhà của Chúa ở đây, để có thể góp phần xây dựng nhà Chúa cho đến khi được hoàn tất, dâng lên cho Chúa sự vinh hiển, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt con dân của Chúa tại ngay Đắk Ma này nói riêng và công việc Chúa trong tỉnh Bình Phước nói chung. Tôi mong rước quý ông bà anh chị em đang có mặt ở đây, con dân của Chúa tại Đắk Ma, hãy nhớ ba điều. Ba điều: thứ nhất, nhiệt thành sẵn sàng; thứ hai, chung tay góp sức;
Thứ ba, dâng hiến một cách rộng rãi, không phải chỉ đến tiền, nhưng cả tài, sức, thời gian, để chúng ta cùng góp phần quan tâm đến công việc nhà của Chúa. Và tôi tin rằng lời của Đức Chúa Trời phán dạy ở đây, mọi người có lòng cảm động và mọi người có lòng thành đều đem lễ vật đến dâng cho Đức Giê-hô-va để làm công việc hội mạc. Và tôi thêm vào, nhà thờ của Chúa tại đây sớm được hoàn tất và cùng hiến. Mong rằng những gì tôi trao gửi quý ông bà anh chị em ngày hôm nay, quý vị nhớ ngắn gọn ba điều để có thể mỗi người đưa vào trong tâm trí, trong quyết tâm của mình hành động, bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến khi đền thờ của Chúa được hoàn tất và tôi có cơ hội cùng trở lại đây với quý ông bà anh chị em ở trong niềm vui trọn vẹn trong những ngày tới. Con trọn tin chính Chúa, bình an ở trong ý thánh, tình yêu Chúa bao la rộng lớn, Ngài đã chữa lành mọi tổn thương, trọn tin vào lời Chúa hứa. Đời con nguyện dâng mãi mãi tạ ơn Chúa Giêsu của con, Ngài gìn giữ trọn đời sống con, biết lấy chi cho con cảm tạ Chúa với những ơn thiêng ban cho chúng lòng này thờ tôn Chúa với cả thân hồn của con, nguyện đời con thuộc về chính Ngài, biết lấy chi cho con cảm tạ Chúa với những ơn thiêng ban cho chúng con, trọn lòng này thờ tôn Chúa với cả thân hồn của con, đời con thuộc về chính Ngài không đổi thay. Lòng con trọn tin chính Chúa, bình an ở trong ý thánh, tình yêu Chúa bao la rộng lớn, Ngài đã chữa lành mọi tổn thương, trọn tin vào lời Chúa hứa. Đời con nguyện dâng mãi mãi tạ ơn Chúa Giêsu của con, Ngài gìn giữ trọn đời sống con, biết lấy chi cho con cảm tạ Chúa với những ơn thiêng ban cho chúng con, trọn lòng này thờ tôn Chúa với cả thân hồn của con, nguyện đời con cho con cảm tạ Chúa với những ơn thiêng ban.
con trọn tin chính Chúa, bình an ở trong ý thánh, tình yêu Chúa bao la rộng lớn, Ngài đã chữa lành mọi tổn thương, trọn tin vào lời.